Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ukraine tuyên bố ngăn đà tiến của Nga ở miền Đông. Quan chức Ukraine nói lực lượng nước này chặn bước tiến và giảm đáng kể tiềm năng tấn công của lực lượng Nga ở miền Đông. Số lượng các đợt tiến công và lượng đạn đối phương sử dụng ở miền Đông giảm nhất định, song điều này không có nghĩa họ đã ngừng kế hoạch. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 4 tháng 8 cho biết. Theo bà Malia, lực lượng Nga đang tập hợp và khôi phục năng lực đã mất, cũng như tăng cường hoạt động gần Kubuat và Liman. Các đơn vị phòng thủ của chúng tôi ngăn chặn bước tiến của đối phương, cũng như giảm đáng kể tiềm năng tấn công của họ, bà Malia nói. Thứ trưởng Malia cho biết, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần Bakhmut khi lực lượng Nga đang cố giành lại các khu vực ở phía tây làng Reshevka. Tại khu vực phía nam, Ukraine đang củng cố các vị trí mới giành được và tiếp tục chiến dịch tại làng Urohainoi. Trong khi đó, các quan chức Ukraine tiếp tục phản bác những lời chỉ trích rằng quân đội nước này không đủ nhanh trong đợt phản công. Nhiệm vụ của quân đội Ukraine không phải là tổ chức các trận đánh quy mô lớn tại tất cả các khu dân cư, mà là tiêu diệt một cách có hệ thống năng lực của đối phương như hậu cần, tiềm năng kỹ thuật và nhân sự. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói, tên lửa tầm xa của Ukraine làm giảm mạnh năng lực chiến đấu của Nga khi phá hủy nguồn lực và dự trữ của họ ở những khu vực xa xôi. Ông Podolyak cho biết, điều này tăng tốc chiến dịch phản công của Ukraine, cứu mạng các binh sĩ, giảm thiểu tổn thất và xuống thang căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 8 thông báo lực lượng thuộc cánh quân Zabat đẩy lùi 6 đợt tiến công của Ukraine tại tỉnh Lugan và Kharkov, sau đó tổ chức các đợt phản kích. Địch mất 655 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Panzer Haubitz 2000 của Đức và 2 pháo tự hành Cap do Ba Lan chế tạo, 1 pháo tự hành Vodika, số lũ pháo MSTAP và D-30, cơ quan này cho biết. Tại hướng Nam Donetsk, các đơn vị thuộc cánh quân Vostok, không quân chiến thuật, pháo binh và pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng Nga tập kích lực lượng Ukraine gần làng Taromasokekov và Urohainoi. Ukraine mất 240 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 2 lũ pháo M-77 của Mỹ và 1 pháo tự hành Caesar do Pháp chế tạo, Bộ phòng Nga thông báo. Ukraine tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công bắt đầu từ tháng 6, nhiều lần tuyên bố đã thành công một phần và cho biết đã tái kiểm soát hơn 210 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine chịu tổn thất về nhân lực và phương tiện chiến đấu trong nỗ lực vượt qua phòng tuyến của Nga. Hơn 2 tháng sau khi phát động phản công, lực lượng Ukraine phải tiến thêm 80 km nữa mới tới Lugan, thành phố cảng mà Nga kiểm soát từ tháng 5 năm 2022. Với tốc độ tái kiểm soát chỉ vài trăm mét mỗi tuần, đây là quãng đường dài đối với lực lượng Ukraine. Làng Urozhainoi được đánh giá là chìa khóa quan trọng để Ukraine có thể tiến tới Mariupol. Sau hai tuần giao tranh khốc liệt, lực lượng Ukraine tiến vào phía bắc làng Urozhainoi và đang tìm cách củng cố vị trí tại đây. Tin kế tiếp, lũ quét cuốn sập nhà Ấn Độ, 49 người chết. Mưa lớn gây lũ quét và lở đất phá hủy nhà cửa, khiến ít nhất 41 người chết ở miền Bắc Ấn Độ, trong đó 9 người thiệt mạng do sập đền. Dòng lũ quét ồ ạt chảy xuống từ núi, cuốn theo những tảng đá lớn phá hủy nhà cửa, công trình ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Thi thể 49 người đã được tìm thấy sau các trận lũ quét, lở đất và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đang tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn cùng chính quyền địa phương. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đăng trên mạng xã hội ngày 14 tháng 8. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 9 người chết khi lũ quét ngôi đền ở thủ phủ Shimla, một khu vực du lịch nổi tiếng bị sập. Thủ hiến bang Sunvinder Singh Sokhu đã đến thăm hiện trường và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 8. Theo ông Sokhu,
5 người đã được cứu khỏi ngôi đền, nhưng khoảng 20 đến 25 người vẫn mắc kẹt bên dưới và công tác cứu hộ đang được tiến hành. Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo mọi hỗ trợ có thể cho các gia đình bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này. Tôi kêu gọi người dân ở trong nhà không mạo hiểm đến gần các con sông và khu vực dễ bị sạt lở, ông Sugu cho hay. Trong khi đó, cảnh sát giao thông cũng kêu gọi người dân tránh đi lại do mưa lớn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn với toàn bang, mức cảnh báo cao nhất. Himachal Pradesh là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa mưa năm nay ở Ấn Độ. Hồi tháng 7, hơn 30 người ở bang này thiệt mạng sau lũ quét và lở đất. Một số nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Ấn Độ trở nên hỗn loạn và thất thường hơn, gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Tin tiếp theo, ông Trump chỉ trích thái độ của ông Biden khi nói về cháy rừng Hawaii. Cựu Tổng thống Trump chỉ trích Biden là nỗi hổ thẹn sau khi người kế nhiệm trả lời không bình luận và cười khi được hỏi về thảm họa cháy rừng ở Hawaii. Khi được hỏi trong lúc chuẩn bị lên xe, dường như là từ bãi biển trở về nhà, Joe Biden, tổng thống kém cỏi nhất lịch sử Mỹ, vừa cười vừa đáp rằng ông không bình luận về thương vong và thảm họa. Cựu Tổng thống Donald Trump nói trong video được đề nghị tranh cử đăng trên mạng xã hội X ngày 14 tháng 8. Theo ông Trump, nói không bình luận đôi khi cũng tốt, nhưng nếu vừa nói vừa cười, đặc biệt trong bối cảnh có thảm họa, thì là hành vi kinh khủng và không thể chấp nhận được. Thật đáng thổ hẹn khi Joe Biden từ chối hỗ trợ hay bình luận về thảm họa Maui, giống như ông ấy từ chối bình luận về vụ tàu trật bánh ở East Palestine, bang Ohio suốt thời gian dài, ông Trump bổ sung. Ông Trump bình luận về video ông Biden lên xe rời khỏi bãi biển gần nhà ở thành phố Rehoboth, bang Delaware ngày 13 tháng 8. Tổng thống, ông có bình luận gì về số người chết gia tăng ở Maui? Một phóng viên hỏi lớn. Không, không bình luận. Ông Biden trả lời và cười. Phóng viên tiếp theo hỏi rằng liệu ông Biden có đến Hawaii hay không nhân ông chủ Nhà Trắng rời đi. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 8, phóng viên đặt câu hỏi cho Nhà Trắng rằng liệu Tổng thống có nên làm việc thay vì đi nghỉ ngơi trên bãi biển hay không? Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bác bỏ những chỉ trích, trả lời rằng các bạn đều biết Tổng thống đã liên hệ với ai, như đến việc ông Biden đã chỉ đạo cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang FEMA hỗ trợ chính quyền địa phương. Bà Jean-Pierre thêm rằng ông Biden sẽ sớm có phát biểu về thảm họa ở Maui, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Các vụ cháy rừng xuất hiện trên đảo Maui, quần đảo Hawaii tối 8 tháng 8 đã lan nhanh và thiêu rụi thị trấn nghỉ mát Lahaina ở phía Tây. Thống đốc Hawaii John Green hôm 14 tháng 8 cho biết số người chết đã tăng lên 99 và có thể gấp đôi trong 10 ngày tới. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Hawaii kể từ khi trận sóng thần khiến 61 người thiệt mạng năm 1960, một năm sau khi Hawaii trở thành bang của Mỹ. Cựu Tổng thống Trump gửi lời chia buồn, thêm rằng cách giới chức ứng phó cháy rừng rất kém và không có sự chuẩn bị cho thảm họa. Sau khi ghi nhận có thương vong, ông Biden ngày 9 tháng 8 đã gửi lời chia buồn đến các gia đình các nạn nhân. Ông cảm ơn những lính cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp dũng cảm, đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu người. Bản tin thứ tư, lính công binh Ukraine đánh cược với tử thần giữa bãi mìn Nga. Lượng công việc quá lớn trong khi nhân lực quá mỏng, những người lính công binh rà phá mìn Nga ở Ukraine càng ngày càng đánh cược mạng sống với tử thần. Olesa Liusa, công binh Ukraine với nụ cười thường trực trên môi, đã trải qua 30 tiếng dưới làn đạn pháo Nga tại Staromazoyke, ngôi làng chiến lược ở vùng Donetsk mà Kiev vừa giành lại được một nửa. Một quả rocket nổ gần đội rà phá mìn của Liusa khiến một đồng đội của anh bị thương. Liusa, 38 tuổi, đã đưa người đồng đội đó tới bệnh viện ở thành phố Zaporizhia trước khi trở về căn cứ bí mật gần tiền tuyến, nơi có thể nghe rõ thấy tiếng súng máy Nga. Anh chuẩn bị thông báo cho một đơn vị xung kích về những nguy hiểm rình rập họ trên bãi mìn Nga ở phía trước. Liusa bị đau lưng nặng suốt nhiều tuần qua, nhưng chỉ huy lữ đoàn 128 không thể cho anh có đủ thời gian điều trị. Trên giấy tờ, lữ đoàn của tôi có 30 công binh, nhưng thực tế chỉ là 13. Số đang thực hiện nhiệm vụ lúc này là 5. Tôi phải tự tiêm thuốc giảm đau mỗi ngày. Có hai sai lầm mà lính công binh thường mắc phải, đó là giảm phải mìn và trở thành lính công binh.
Ukraine là quốc gia bị cài mìn nhiều nhất thế giới. Theo tổ chức nghiên cứu, LOSEC có trụ sở tại Slovakia, 173.529 km vuông đất đai Ukraine đã bị ô nhiễm bom mìn. Vô số mìn được cài bằng tay hoặc phóng bằng máy vào những cánh đồng, khu rừng dọc tiền tuyến. Ở một số khu vực tiền tuyến, mỗi mét vuông có tới 5 quả mìn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleh Serebrennikov nói. Có những quả mìn với tên gọi dễ thương như mìn bướm, được phóng từ súng cối, trực thăng hoặc máy bay ném bom, ghim vào trong đất và sẵn sàng phát nổ khi bị dẫm lên. Mìn BMN có lượng thuốc nổ nhiều tới mức có thể khiến binh sĩ phải tháo một chân thay vì chỉ một bàn chân. MON 50 và MON 90 là loại mìn khi nổ bắn ra những mảnh thép sắc nhọn trong bán kính 90 mét. Loại mìn mà lính Ukraine sợ nhất là bom 2 và bom 3. Chúng được rải bằng rocket, sau đó bung dù để hạ xuống mặt đất với cơ chế phóng sẵn sàng kích hoạt khi cảm biến địa chấn phát hiện bước chân đến gần. Khi kích hoạt, quả mìn phóng vọt lên cao ngang ngực người và phát nổ, bắn ra khoảng 1.850 mảnh văng với phạm vi gây ra sát thương 16 mét, có thể vô hiệu hóa cả một tiểu đội tập trung. Nếu bạn muốn loại bỏ hết mìn ở Ukraine trong 10 năm, bạn sẽ như cần ít nhất 10.000 người, ông nói, dựa trên số lượng mìn bị đại Ukraine cho đến nay. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng ngày hôm nay là một bản tin nói về cái vụ cháy rừng ở Hawaii trong những ngày gần đây luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ngày bão lửa càng quét đảo Hawaii. 3 giờ sáng ngày 8 tháng 8, Lisa Vauban tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài mà không biết đó là khởi đầu cho thảm kịch cháy rừng kinh hoàng ở thị trấn Lahaina. Tiếng gió giống như ai đó đang cào lên mái lá khiến Vova, nhân viên ngân hàng tại thị trấn du lịch Lahaina trên đảo Maui, Hawaii, không thể ngủ tiếp. Nhìn qua cửa sổ, bà có thể thấy gió thổi ào ào qua sườn đồi cô cằn, đầy cỏ xung quanh nhà mình. Tại trang trại trồng khoai ngô và sake gần đó, Alessa khách cũng không ngủ được. Những cơn gió mạnh do ảnh hưởng từ bão Dora di chuyển cách quần đảo Hawaii khoảng 1.100 km về phía nam, thổi bung cửa nhà xe và làm đổ cây phong lan Hồng Kông bên ngoài. Tại căn hộ trên phố Prong, đại lộ ven biển ở thị trấn Lahaina, nhiếp ảnh gia Rachel Zimmerman cũng bị đánh thức bởi tiếng gió hú rung cửa sổ. Nếu có bất kỳ cảnh báo nào vào đêm đó rằng Hawaii sắp ứng chịu một trong những thảm họa tự nhiên chết chóc và khủng khiếp nhất trong lịch sử bang, đó chính là tiếng gió. Trong hai ngày trước đó, cơ quan thời tiết quốc gia chi nhánh Honolulu đã gửi nhiều cảnh báo về những trận gió khô mạnh do ảnh hưởng từ bão Dora quét qua đảo Maui vào thời điểm phần lớn khu vực này vừa trải qua thời gian khô cằn vì hạn hán nghiêm trọng. Lần tỉnh giấc tiếp theo, Vofa ngửi thấy mùi khói, điện đã mất. Lửa bùng lên trên bãi cỏ khô gần nhà bà trên đường Lahaina Luna, trên con dốc ngay phía đông đại lộ dẫn vào trung tâm thị trấn. Cột điện đổ và dây điện bị đứt khiến nhiều người trong khu vực này tự hỏi liệu có phải chập điện là nguyên nhân gây cháy hay không. Giới chức hạt Maui nhận được tin báo đầu tiên về đám cháy lúc 6 giờ 37 phút ngày 8 tháng 8. Không lâu sau, cảnh sát có mặt trong khu phố nhà Vofa và yêu cầu mọi người sơ tán. Trong khi đó, lượng cứu hỏa đang cố dập đám cháy. Vofa không cảm thấy hoảng sợ vì các đám cháy thường xuyên xảy ra. Ngọn lửa nhỏ và trông có vẻ không quá nguy hiểm khi bà và chồng Eddie lái xe qua. Đây là Hawaii, không ai thấy lo lắng về nó, bà nói. Họ trú tạm vài giờ ở căn hộ của con gái, rồi quay về nhà sau khi chính quyền hoặc Maui gửi thông báo lúc 9 giờ 55 rằng đám cháy được kiểm soát 100%. Eddie cũng có suy nghĩ tương tự, không có gì xảy ra, một vài xe cứu hỏa tới, nhưng sau đó họ thu dọn đồ đạc. Mọi thứ có vẻ đã hoàn toàn ổn, ông nói. Thị trấn Lahaina nằm ở sườn tây đảo Maui, được bao quanh bởi những bãi biển cát trắng dưới chân núi lửa Buukukui cổ đại. Một đám cháy xảy ra vào sáng sớm là điều đáng lo ngại và Max Steele, thợ lập nói, có lý do để cảnh giác. Ông sống ở dưới chân đồi trên đường Lahaina Luna, trong căn nhà được xây lại sau vụ cháy rừng cách đây 5 năm. Ông nghe nói đám cháy lúc sáng sớm đã được dập tắt, nhưng khoảng 14 giờ 30 sau đó, vợ ông, Michelle, hét lên, ôi chúa ơi! Ngọn lửa bùng lên lần nữa ở sườn đồi cách nhà ông khoảng vài trăm mét và gió mạnh khiến ngọn lửa liếng theo cỏ khô, lan nhanh về phía thị trấn.
Max cố trấn an Michael rằng lính cứu hỏa sẽ khống chế nó, nhưng tốc độ của đám cháy nhanh chưa từng thấy. Chỉ trong vài phút, bức tường lửa chỉ còn cách nhà tôi chưa đầy 30 mét, ông nói. Vợ chồng Max vội vàng đưa chó mèo lên xe. Chú chó cứu hộ Bobby đã bị bỏ quên trong lúc hỗn loạn. Max khởi động chiếc xe tải và lao đi khi ngọn lửa lan tới bên hông nhà. Tôi khi đó chỉ biết cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ không mất mạng, ông nói. Cách đó không xa trên phố Komomai, Anastasia Akhanepan nhìn thấy ngọn lửa ngày một gần. Pan và các thành viên gia đình gồm bà ngoại, mẹ và anh em họ sống cách nhau vài dãy nhà. Tất cả đều quyết định rời đi. Pan, 31 tuổi, nhắn tin cho chồng để hỏi anh có muốn cô đóng gói đồ đạc gì hay không, bởi chồng cô đã đi làm ở thị trấn khác từ sáng sớm hôm đó. 8 phút sau anh trả lời, nhưng lúc đó lửa đã lan tới sân sau nhà họ. Pan vội vã lên xe để sơ tán cùng gia đình. Khi lái xe rời đi cùng những con chó và mọi bộ đồ, cô nghe thấy những tiếng nổ phía sau. Khi nhìn lại, tất cả chỉ là khói đen. Lúc đó tôi hiểu khi trở lại, chúng tôi không còn lại gì, cô nói. Khoảng nửa đêm, lính cứu hỏa tới giải cứu Kovran và hàng chục người khác trên bãi biển. Cô ở lại vài đêm tại khu trú ẩn, cơ thể đầy những vết rách và bầm tím, trong khi mặt và bàn chân bị bỏng. Tôi thấy thật may mắn khi vẫn còn sống, cô nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.